Lá này cũng đừng có máu lửa quá nha. Nói chung thì có vàng nhiều thì mình chơi đạn lớn, còn có vàng ít thì mình chơi ít thôi, để chơi là chủ yếu thôi. Còn anh em máu lửa quá mà chơi đạn to quá ha, đạn mà bản năng vô cực bắn mà bắn sung quá mà cá không chết thì dễ ra đảo lắm nha anh em. Cái mình để mình duy trì mình chơi thôi. Cá rất trâu nha anh em. Mình thường sử dụng đạn đôi ha. Đây, item mình còn nhiều. Đạn đôi thì mấy con cá nóc ấy, mấy con cá nóc thì nó dễ chết nhưng mà không được nhiều vàng anh em. Chủ yếu là bắn mấy con boss, mấy con boss chết thì mình lời ha. Như tiên cá nè, tiên cá vàng nè, cá thần tài nè, rồng nè, rùa vàng nè, vân vân. Nhưng mà mấy con đó, mấy con boss thường khó chết. Rồi cái con cá hổ sông mồi, ai mà bắt được cá hổ sông mồi thì sẽ lên vàng nhanh ha, để kiếm được nhiều vàng sẽ lời. Với lại cái con mèo hàng sấm á, mèo hàng sấm đó mà chết khi mà cá ở ngoài màn hình nhiều á thì vàng rất là nhiều ha. Nhưng mà thường nghĩ con mèo hàng sấm đó là mấy con cá boss đó nó lặn hết rồi thì cái con mèo hàng sấm nó biết chết nha. Chứ còn mà ở ngoài màn hình nè, có con rồng nè, có mấy hai thằng tài nè, có mấy con tiên cá nè, thì cái con mèo hàng sấm nó khó chết lắm nha anh em. Mình bắn mình để ý cá đầy màn hình nữa thì con mèo hàng sấm nó khó chết lắm. Mà nó đã chết rồi thì vàng rất là nhiều ha, ăn vàng rất nhiều. Cái con boss lăn ra kìa, ăn cái con lăn đó, nó muốn lăn, đánh trong lăn liên tục, nó thu hồi tất cả những cái con cá con thì mình cũng lời nữa nha. Tiểu Long 160 đó, bạn trên ăn được cái con hổ rồi là con cá hổ con đó là sẽ xiên khe ha, bắn xiên khe ha. Cái con bạn tam vĩ này nè, có khi cũng dễ ăn, có khi cũng khó ăn lắm nha. Mà có khi bắn đạn tam vĩ thua là đạn 2 nha anh em. Mình cứ tưởng đạn 3 là mình ngon rồi, nhưng mà
bắn con rồng, bắn cái con mấy con boss á, có khi đẹp ngay nữa nha. Wow, mình vừa ăn được con thần long hơn 300 mê anh em, lên được 2 tỷ lẻ mấy chục á. Giờ mình tiếp tục mình bắn xem nha, xem trong khoảng 15 phút như thế nào ha. Nó mà nó hút lại thì cũng mau xuống vàng lắm anh em. Thường là mình bắn trong phòng mà bắn chết cái con thần long rồi nha, thường nó hút dữ lắm, thường nó hút lại nha. Wow, bắt lần hơn 100 mê bạn trên. Bạn trên hình như bắn bắn đạn 200 hay sao. Bắn đạn 200. Bắn đạn càng cao thì càng nếu mà lên thì lên cũng nhanh nha, nhưng mà cũng xuống rất nhanh. Máu lửa quá mà cá không chết thì dễ ra đảo lắm nha. Mình thấy mấy bạn chơi lên máu lửa là thường dễ ra đảo lắm. Wow, mình ăn được cái con tiên vàng. Thường bắn đạn bản năng vô cực cái thì anh em chơi hết sức tỉ mỉ ha, mình phải gò từ viên đạn ha, chứ không mà mình bắn phí đạn quá, nhiều khi trúng cá không chết nè. Đặc biệt là bắn không trúng cá ha, cái dội bên dách không nó ra phí đạn ha. Bạn trên cũng máu lửa dữ, trên sử dụng hầm hồng tâm đôi hồng tâm nữa, mà cá chết thì dễ lên lắm đó. Bạn vừa ăn được cái con cá thần tài. Cua anh em, tập trung bắn cua bắn rồng, cua rồng khó chết. Hút lại anh em, hút lại ha. Nếu mình bắn chết cái con rồng này thì sẽ lên hơn 2 tỷ đó. Hút lại rồi anh em nha. Cua chết không? Cho cua chết đi nóc ơi. Cua này khó chết lắm anh em. Đi rồi. Mà mình để ý mình bắn thì cua khó chết, nhưng mà có khi là 2-3 lần ra đó, cua vẫn chết nha anh em. Có khi ra lần thứ nhất bắn chết, lần thứ hai là tiếp tục bắn chết. Mình không biết thật toán của y cá như thế nào, có khi bắn hoài không chết, đóng băng cả chục hơn chục băng cũng không chết. Nhưng khi vừa lú ra cái đầu nhả 1-2 viên đạn nó có khi cũng chết. Nói chung là hình xui anh em, chờ con cá thì vui hình xui. Mình thấy các youtuber cũng đăng đi cá như giống mình nè. Mấy bạn ấy đăng, mấy bạn có bán các ạt ha, từ vài mét trở lên, vài chục mét, vài trăm mét, một vài tơi cũng có, vài bơi cũng có.
cả trăm bơi cũng có ha, trăm bơi trở lên cũng có. Các bạn nào có chơi thì đam mê chơi thì mua các bạn ấy ha, thỏa thuận giá cả mua về chơi. Mấy anh em nó uy tín anh em, tại vì đã đăng lên mạng xã hội, đăng lên YouTube rồi thì buôn bán thì giá cả nó cũng hợp lý và không có bị lừa gạt ha. Cho nên anh em nào muốn không lật nít đó thì anh em có tiền anh em mua những cái ạc đó chơi. Nói chung chơi cái này thì đam mê chơi cho vui anh em, thấy hay chơi cho vui. Trước đây thì y cá này có khách đấu nha anh em, có khách đấu bốn bạn khách đấu với nhau, nhất nhì ăn. Sau này y cá nó bỏ cái khách đấu, bỏ khách đấu, bây giờ game như game mà là cá bầu cua vân vân, còn không có khách đấu như trước đây ha. Trước đây thì còn bán được, không phải bán ạc, bán nít mà bán vàng anh em. Trước đây mà anh em chơi, anh em mua vàng chơi, chuyển vàng. Nhưng mà nay cá cũng bỏ luôn cái bán vàng đó nè, bỏ luôn cái chế độ đó, cái tính năng đó. Cho nên bây giờ là chỉ bắn thôi. Anh em nào bắn mà thua thì có thể nạp vô chơi hoặc là mua nít ha, mua ạc vô chơi. Cá bây giờ nó hút lại anh em ơi, trâu quá trâu. Mình bắn cái con nguyên cái vàng nó còn chết, nó hút lại. Nãy ăn được cái con thần long hơn 300 mê, hơn 2 bê, hơn 2 tỷ. Bây giờ nó hút lại hơn 100 mê. Đó, mình ăn được con đạn tâm vĩ ha, dí luôn cái con mèo hoàng sấm này. Xem sao trâu ghê không, mèo hoàng sấm không chết luôn anh em. Ăn được con đạn tâm vĩ mà cái bắt boss không chết thì mình lỗ nha, lỗ chắc luôn. Rồi còn lại quầy vốn còn có một bê tám mấy à. Ui, trâu quá. Thôi xin chào anh em nha, chúc anh em chơi game cá vui vẻ nha, chúc anh em buổi tối vui vẻ bên gia đình người thân. Xin chào anh em.